1. Tám lời nói cổ nhân khuyên người khôn tránh xa để được kính trọng. Có bao giờ bạn tự hỏi lời nói hàng ngày của mình tác động thế nào đến cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh? Cổ nhân đã từng chỉ ra rằng, có những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người, thậm chí có thể thay đổi cả cuộc đời ta. Những lời nói này không chỉ ảnh hưởng đến tâm hồn mà còn có thể đưa chúng ta đến gần hoặc xa hơn với sự bình an, hạnh phúc hãy cùng lắng động và khám phá về 8 loại lời nói mà người khôn ngoan luôn tránh xa để xem liệu bạn có đang vô tình mắc phải và làm sao để trao dồi cách nói chuyện sao cho mỗi lời nói đều trở nên giá trị. Thứ nhất, không nói những lời chán nản. Chẳng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Là con người ai cũng có những lúc bế tắc, chán trường trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, đôi lúc cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ chỉ là ta chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn tích cực hơn mà thôi đúng lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực đừng nên buông những lời chán nản kỳ thực cuộc sống nên nhận được sự cổ vũ khích lệ của người khác cho dù không có người động viên mình thì cũng phải tự động viên mình tự bản thân mình không cổ vũ khích lệ chỉ hướng của mình ngược lại còn thường xuyên nói những lời chán nản thì tự nhiên sẽ khiến mình đắm chìm trong tuyệt vọng khi con người đắm chìm trong tuyệt vọng, nhìn đâu cũng không thấy hy vọng, tương lai thì sẽ không còn quý trọng bản thân mình và họ dễ dàng rơi vào sa đoạn mà hủy hoại cuộc sống của mình. Nếu không biết cách điều tiết cảm xúc, người ta có thể gây ra những hành động dại dột không cách nào vãn hồi được. Vì vậy, việc quan trọng nhất mỗi khi cảm thấy chán trường chính là suy nghĩ tích cực để bản thân không rơi xuống đáy vực thẳm. Thứ hai, không nói những lời tức giận có ai đó từng nói rằng nóng giận và tức giận chính là liều thuốc độc giết chết chính bản thân mình vì thế cần học cách kiềm chế và bỏ qua bạn nghĩ sao tức giận là một cơ chế phản xạ của con người khi đứng trước một sự việc không như ý tuy nhiên việc tức giận quá mức sẽ dẫn đến ức chế tinh thần khi không kiểm soát được ắt sẽ bộc phát ra gây ra những hành động sai trái thiếu suy nghĩ dễ làm tổn thương người tổn thương mình chính là hậu quả của việc nói trong lúc tức giận nếu có bị khinh bỉ xúc phạm thì tốt nhất chúng ta nên giữ vững tỉnh táo đừng tùy tiện lên tiếng bởi vì lời nói lúc nổi nóng sẽ rất khó nghe thậm chí có thể khiến người khác ám ảnh cả đời mà không thể nào quên được đối với cha mẹ lời nói trong lúc tức giận của con cái sẽ khiến họ rất đau lòng đối với con cái trẻ nhỏ lời nói trong lúc bực tức của cha mẹ có thể khiến trẻ chán nản mà tìm đến con đường cùng thứ ba không nói những lời khoe khoang sự khoe khoang của bản thân bạn chính là thứ khiến người khác khó chịu nhất và họ muốn nghĩ cách để giúp bạn loại bỏ sự khoe khoang kiêu ngạo đó đi bạn càng hãnh diện về cái gì thì lại càng dễ mất đi cái đó điều này chưa bao giờ sai có thể bạn sẽ nói cái đáng tự hào là sự thành thật mà không khoe khoang tại sao lại không thể được nhưng bạn lại dùng sự kiêu ngạo của mình để làm tổn thương sự kiêu ngạo trong lòng người khác một khi người đó bị nạn làm tổn thương liệu có còn đối xử tốt với bạn nữa hay không khoe khoang vẻ đẹp bề ngoài thì phải cẩn thận kẻo sau này bà lại trở thành một người xấu xí bạn khoe khoang sự giàu có thì phải cẩn thận sau này sẽ bị phá sản bạn khoe khoang thành tích học tập tốt thì phải cẩn thận kẻo sau này không đỗ Tốt nhất là bạn không nên tự hào khoe khoang con cái trong nhà thế nào. Bạn phải giúp con bạn bớt đi kẻ thù để khiến cho người đời không ganh tị với chúng và ngược lại khiến họ bảo vệ và ủng hộ chúng mới phải. Thực tế cho thấy có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo, tự mình thổi phồng chính mình. Người khác nghe xong nhất định không đồng tình. Cho nên, khoe khoang thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc người vĩ đại ấy là phải để người khác nói không thể tự nhận được đâu bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả thứ tư không nói những lời cộc cằn thô lỗ chửi rùa mắng nhức ác ý lời cộc cằn thô lỗ chửi rùa mắng nhức không ác độc nhưng cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì đều đem đến nguy hại cả những lời nói như thế ấy làm đau lòng người khác, thường đưa đến sự xô sát, đánh đập tay chân hoặc roi, gậy, rau, búa đến sứt đầu mẻ chán mà thôi. Người có học thức, hiểu biết nội tâm, được huấn luyện, có tu tập, thường dễ dàng tránh xa những lời nói kiểu này, là con người chân chính, ngôn ngữ nói ra phải dịu dàng, tự ái, khiêm tốn, dễ nghe người ta thường ví miệng thơm như hoa lan để nói đến con người có lời nói chân thật. Ái ngữ là vậy. Thứ năm, không nói những lời nhả nhí, vô ích, trống rỗng, phù phiếm. Người xưa nói một ngày không đọc sách, một ngày hôi miệng, những lời nói trống rỗng, nhảm nhí, tục tiễu, vô ích, lâu ngày thành thói quen, tích lũy thành nghiệp ác, những lời nói bỡn cợt, ba lơn ba lát, ba sàm, ban đầu tưởng là vô hại, nhưng lâu dần chúng trở thành cá tính khó rời, khiến ta thành kẻ không đứng đắn, thiếu tư cách, mất phẩm chất, thật là uổng phí. Vậy khi mà đã trở thành như thế thì kẻ ấy dù có chân đứng, địa vị, danh vọng và sự nghiệp gì trên cuộc đời cũng sẽ bị người coi khinh, khinh rẻ, nhạo báng, xem thường. Do đó, chúng ta cần vĩnh viễn từ bỏ lời nói nhảm nhí vô ích, rỗng công, phù phiếm để tâm hồn luôn được bình an. Thứ sáu, không nói những lời vu oan, vô cáo. Lời nói dối đã độc hại, nguy hiểm, mà lời nói vu oan, vu cáo kẻ khác còn thâm hiểm, độc ác hơn nhiều. Lời nói dối ban đầu có thể do tham sân điều động nhưng chỉ ở mức độ vừa phải, lên đến cấp độ vu oan, vu cáo thì tham sân ấy đã cường mạnh hơn nhiều đã trở nên mù quáng lý trí đã đánh mất nhân tính đã rời xa đạo đức luân lý và lẽ phải ở đời tham sân ở đây đã trở nên tham độc và dân độc đã biến con người đầy đủ nhân tính thiện lương thành các loài rắn rết bọ cạp hoặc độc trùng kê tầm là con người chân chính không những phải giữ chọn nghiệp lành không nói dối mà còn biết từ bỏ vĩnh viễn lời nói vu oan vu cáo giã họa đẩy người khác đến chỗ không tội mà thành tội, không làm mà thành làm, xô người khác vào vực thầm tội tù hoặc suốt đời bị đọa đầy, oan khuất tối tăm, thống khổ. Thứ bảy, không nói những lời nói dối. Thế gian ai cũng ưa ăn ngay nói thật, lời nói chân thực biểu hiện đức độ, sức mạnh nội tâm, đem đến sự tin tưởng, tin cậy, tín cẩn, ngọt ngào và dễ mến. Giữa cuộc đời này, những câu chuyện ngụ ngôn như sói đến rồi hay chú bé chăn cừu từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có một chiếc máy bay. Qua tai người khác nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc. Đây chính là những tin đồn thất thiệt. Chuyện bé xé ra to, cũng chính là nói dối. Những kẻ có nói không không nói có. Bóp méo sự thật. Xuyên tạc lẽ phải thường đem đến nhiều nguy hại. Khổ đau và bóng tối cho Trần Gian biết là ngần nào là con người chân chính chỉ có việc từ bỏ vĩnh viễn lời nói dối đã là tốt đẹp và cao cả lắm rồi. Trên phương diện tương quan nhân quả, nghiệp lành này mang đến cho cuộc đời sự bình yên, hoặc ít ra là tạo được không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi những tác hại do những lời nói dối gây ra. Thứ 8, câu nói những lời tổn hại người khác. Bạn đã bao giờ cảm thấy buồn bã, thất vọng, thậm chí là tổn thương chỉ vì một câu nói có thể là vô tình cũng có thể là cố tình của người khác hay chưa người ta thường nói ngôn ngữ chính là vũ khí đáng sợ nhất trên đời này bởi có khi vết thương ngoài da có thể lành còn những tổn thương do lời nói dối gây ra sẽ còn in hẳn mãi một câu nói vô tình một lời trêu chọc vô tâm một câu phán xét không chủ đích tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân cho một sự đau lòng không xóa nhòa có người lỗ mãng nói năng tùy tiện không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác. Có lúc hại người ích ta nhưng cũng có khi hại người, hại mình. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó. Tổn thương ấy là vĩnh viễn. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9, không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. Hai, bà lời dạy quý giá của Quỷ Cốc Tử về cách ăn nói, phú quý tại miệng. Người khôn ngoan, khéo ăn nói là người dễ tạo được thiện cảm trong mắt người khác. Họ cũng sẽ tạo dựng được mạng lưới quan hệ rộng mở, bền chắc. Điều này mở ra khả năng tiếp cận được nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp cũng như đạt được thành tựu trong cuộc sống. Do đó, kỹ năng giao tiếp đã trở thành một nhân tố không thể thiếu đối với mỗi người. Trước kia, trong lịch sử Trung Hoa có rất nhiều nhân vật kỳ tài, tiếng tăm lẫy lừng. Trong đó, một nhân vật với tài ngoại giao, đa mưu túc trí, không thể bỏ qua chính là quỷ cốc tử. Người thế gian công nhận, ông là thủy tổ của tung hoành gia, một học phái trong cửu lưu thập gia. Thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ chiến quốc ở Trung Quốc. Ông còn là sư phụ của nhiều đệ tử tài giỏi xuất chúng như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bảng Quyên. Cho nên, thế nhân nhiều đời đều ca ngợi ông là bậc kỳ tài. Trong những kinh nghiệm mà quỷ cốc tử để lại, ông từng chia sẻ ba công thức giao tiếp quý giá. Nếu bạn không biết giỏi giao tiếp, hãy nhớ và áp dụng ba công thức này. Nửa sau cuộc đời bạn sẽ truyền bại thành thắng và ngày càng tốt hơn. Thứ nhất, nói chuyện với người có thân phận địa vị, phải giữ lòng tự tin. Trong lịch sử, những người có thân phận địa vị thường là các vị quan lại, của cải giàu có, hoặc gia tộc sang quý. Những người này được hun đúc trong một nền giáo dục đặc biệt từ thuở nhỏ, tạo ra khí chất của một quý nhân. Trong thời hiện đại ngày nay, đó là những người gia cảnh sung túc, có học vấn, hiểu lễ nghĩa, đạt được nhiều thành tựu họ có bề dày thành tích đáng để kiêu ngạo cũng đã kinh qua đủ chuyện trên con đường sự nghiệp nên có sự sắc sảo đáng nể do đó khi đứng trước mặt những người như vậy người thường sẽ trở nên rụt rè nhút nhát hơn thậm chí nhiều người còn e ngại đến nỗi không nói nổi nên lời tuy nhiên theo bậc thầy quỷ cốc tử muốn thể hiện giá trị bản thân thì đó là việc hoàn toàn không nên làm trong tương tác công việc việc gặp phải những người có địa vị cao hơn mình là điều không thể tránh khỏi hãy nhớ phải tự tin khi đối phó với họ bạn không nên thái độ su nịnh cũng không tự mãn kiêu ngạo giữ bản thân ở mức độ lịch sự thoải mái và bình tĩnh như vậy dù đối phương là ai họ cũng sẽ dành cho bạn sự tôn trọng nhất định thứ hai nói chuyện với người khôn ngoan hãy chân thành người khôn ngoan ở đây dùng để chỉ người thông minh hoặc người có kiến thức am hiểu sâu rồng. Dù bạn chưa nói hết, họ đã hiểu ý và có thể phát triển thêm gấp 10 phần. Khi giao tiếp với những người như vậy, họ biết tuốt đến mức khiến đôi khi bạn sinh ra cảm giác bản thân thật kém cỏi. Cũng chính vì họ quá thông thái nên bạn cũng có cảm giác bị nhìn thấu nội tâm. Những cảm giác này đều không mấy dễ chịu. Cách đơn giản nhất để đối mặt với họ chính là đối xử thật chân thành. Bạn không ôm toàn tính, ôm tìm cách thể hiện hãy cứ nói đúng lòng mình và thể hiện thiện ý của bản thân đối phương sẽ đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó chấp nhận thiện ý của bạn và cũng hành xử tương tự còn những người vụ lợi muốn giờ trò tìm cách lợi dụng để mưu cầu điều riêng thì khó có thể thoát khỏi mắt những người khôn ngoan dù họ không nói ra nhưng họ sẽ sớm xa cách về mặt tâm lý thứ ba nói chuyện với tiểu nhân tránh xa tiền bạc tiểu nhân bao hàm rất nhiều nội dung không chỉ là những tiểu nhân trong thương trường mà còn là những người tiểu nhân có quan hệ làm ăn công việc với họ trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp dù không ưa thích gì nhau chúng ta vẫn phải tay bắt mặt mừng dù biết rõ đối phương không phải người tốt đẹp thiện lương nhưng bạn vẫn phải giao du tiếp xúc khi ở vào tình huống đó chỉ có thể cẩn trọng từng lời nói và hành động đặc biệt không nên nhắc tới tiền bạc hay lợi ích điều đó có thể khiến tiểu nhân sinh lòng đố kỵ ganh ghét hoặc tìm cách lợi dụng bạn để mưu cầu lợi ích cho bản thân họ ba lời dạy trên là những điều hàm xúc được đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc sống nếu học thuộc ba công thức này và có thể áp dụng vào cuộc sống bạn sẽ dần dần tiến bộ hơn trong cách giao tiếp hàng ngày ba nước sâu thì chảy chậm người khôn thì nói ít chìa khóa cho sự thanh lịch của con người là kiểm soát cảm xúc và không tấn công người khác bằng lời nói của mình hãy nhớ rằng nước sâu thì chảy chậm người khôn thì nói ít người thật sự có học vấn luôn khiêm tốn mà không khoe khoang người thật sự có của cải luôn giản dị không màng hào nhoáng còn người có trí tuệ luôn biết giữ im lặng và chỉ nói vừa đủ khi cần nikki sex đã nói một người đang tức giận hiếm khi dừng lại để nhìn nhận cách cư xử của mình quả đúng như vậy cho dù thông minh đến mấy một khi tức giận chúng ta sẽ không thể đưa ra các quyết định đúng đắn và khôn ngoan nhất có thể mà thường để cảm xúc tiêu cực chi phối những lời nói ra trong lúc tức giận cũng tương tự như vậy mỗi câu xúc phạm hay động trạng tới lòng tự trọng đều khiến người khác tổn thương rất nặng nề trong khi bạn cũng chẳng được lợi gì cả đây là hành vi chỉ có những kẻ ngốc mới làm dù có mạnh mẽ đến mức nào cứng cỏi ra sao trái tim vẫn phải nhận những tổn thương do vô tình hay cố ý, để lại những hậu quả không bao giờ mờ. Nói vốn là khả năng độc đáo phân biệt loài người với loài thú. Thế nhưng một số người lại dùng khả năng này để thốt lên những lời lăng mạ, chửi thề, báng bổ, khiếm nhã và tục tĩu có thể làm tổn thương, đôi khi còn nặng hơn những thương tích về thể chất. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Cho nên, học ăn học nói học gói học mở thiếu một thứ cũng không được giao tiếp luôn chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng hay hình thức người trung quốc có câu nếu gầm rú cũng giải quyết được vấn đề thì có lừa sẽ thống trị thế giới thỉnh thoảng chúng ta khó cưỡng lại sự thôi thúc công kích một người nào khi bị đối xử bất công ta sẽ cảm thấy có lý do để phạt người xúc phạm đến mình bằng những lời ác nghiệt gay gắt ở trước mặt hoặc sau lưng người ấy thế nhưng người xưa đã dạy hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan vì vậy dù trong cuộc sống hay ngoài xã hội chúng ta luôn phải kiểm soát cảm xúc và nói năng nhẹ nhàng đây là cách xây dựng ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong mắt người khác cho dù ngoại hình không đặc biệt một số người vẫn tạo thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên nhờ khả năng ăn nói tốt của mình ngược lại với những người hễ nói chuyện là tỏ ra khó chịu, thích phàn nàn, giọng điệu mỉa mai châm biếm người khác. Họ chỉ để lại ấn tượng rất xấu trong lòng mọi người xung quanh cho dù xinh đẹp giỏi giang bao nhiêu. Việc tìm cách trả thù người khác bằng hành động hay lời nói cũng chỉ khiến bạn thêm tức giận, lãng phí thời gian và hủy hoại bản thân. Hãy sử dụng thời gian đó làm những điều có ích và có lợi hơn cho bản thân mình. 4. 7 đặc điểm của người trầm tĩnh ít nói nhưng sâu sắc. Ông cha ta có câu thùng rỗng kêu to, không phải lúc nào lên tiếng cũng là khôn ngoan. Nói dài, nói dài thành nói dại. Bộc lộ càng nhiều điểm yếu của bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà những người càng kiệm lời và im lặng quan sát xung quanh thường được đánh giá là càng nguy hiểm. Họ mặc dù nói ít nhưng mỗi câu nói đều mang nhiều ý nghĩa thâm sâu. Nhiều người cho rằng những người ngại giao tiếp là những người kém kỹ năng xã hội. Tuy nhiên những người dành nhiều thời gian trầm ngâm suy nghĩ và đánh giá xung quanh. Rất ít khi cất lời nhưng mỗi khi lên tiếng là đúng lúc đúng chỗ đúng chủ đề thì mới thực sự là những kẻ đáng gờm và có trí tuệ vượt bậc. Vậy họ đang làm gì trong lúc im lặng? Một, Những người trầm lặng là những người quan sát tuyệt vời. Người hướng ngoại dành nhiều thời gian để trò chuyện và giao tiếp với người khác trong khi đó người hướng nội tận dụng để quan sát môi trường xung quanh họ là những người suy nghĩ rất nhiều và không ngừng chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác trong đầu họ họ có thể nghiên cứu con người và môi trường xung quanh sau đó hình thành một số ý kiến rất hữu ích và chính xác bản tính bảo thủ và không thích tương tác của họ mang lại cho họ nhiều thời gian để quan sát và lắng nghe mọi người xung quanh hai những người trầm lặng coi trọng và đánh giá cao ý kiến của người khác nếu bạn nói ít hơn một chút thì bạn sẽ cảm thấy hài lòng về sự thật rằng mọi người yêu quý bạn vì đã khiến họ cảm thấy mình quan trọng và đáng lắng nghe cần kiên nhẫn để lắng nghe ai đó một cách chăm chú và sử dụng nó để thu được nhiều kiến thức nhất có thể ngoài việc làm giàu thêm kiến thức của mình bạn còn tăng khả năng nhìn nhận xử lý vấn đề và nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình đồng thời bạn cũng tạo cho người đối diện cảm giác được nhìn thấy được nghe và được hiểu và đây là điều mà không nhiều người có đủ năng lực làm được 3. Họ có ý thức về những gì họ nói. Họ không thích thốt ra tất cả những gì họ cảm thấy hay những lời vô nghĩa. Nói đâu chúng đó là phong cách của họ nhiều hơn. Thông tin quan trọng và giá trị được họ thốt ra dù chỉ một lần trong cuộc trò chuyện đôi khi cũng đủ khiến bạn sững sờ. Họ đưa ra quyết định của riêng mình dựa trên việc lắng nghe những gì người khác nói và những gì họ quan sát được theo thời gian. Họ cố gắng học hỏi từ những sai lầm của người hướng ngoại và đưa ra quyết định tốt hơn cho bản thân. 4. Họ dành thời gian để phân tích và đưa ra phản biện. Những người ít nói không trực tiếp đi đến kết luận trong mọi tình huống. Họ nắm bắt càng nhiều thông tin càng tốt vì họ có đầu óc vững vàng. Họ thích yên tĩnh hơn vì nó giúp tâm trí họ có cơ hội đi lang thang và suy tư. Họ chuẩn bị tinh thần cho mọi câu hỏi có thể xảy ra mà có lẽ họ sẽ không bao giờ phải trả lời và do đó hiểu được tính linh hoạt trong nhận thức và đưa ra quan điểm xử lý cuộc thảo luận quan trọng đối với họ hơn là sự tham gia bằng lời nói năm họ có một tư duy độc lập vì những người hướng nội không có đời sống xã hội đặc biệt linh hoạt họ không đi chơi với những người ồn ào do đó làm giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi những điều thị phi rắc rối họ luôn dành thời gian để thấu hiểu cá nhân của họ vì họ thường là người cẩn trọng độc lập Họ giữ khoảng cách với những người tiêu cực có thể làm họ cạn kiệt năng lượng tinh thần và cảm xúc. 6. Những người trầm lặng là những người có bản năng học hỏi. Những người ít nói luôn khát khao kiến thức. Sự tò mò đáng kinh ngạc của họ thúc đẩy họ tiếp tục học hỏi những điều mới. Họ ghét buôn chuyện với mọi người, không phải vì họ đang chống đối xã hội hay kém cỏi, mà vì họ không thích lãng phí thời gian của mình để nói về người khác sau lưng họ họ thà dành nhiều thời gian hơn để viết hoặc đọc sách để mở mang đầu óc. Nhờ kiến thức phong phú, họ không nói những điều vô nghĩa. Thay vào đó, họ mê hoặc mọi người bằng những cuộc trò chuyện đầy kích thích và mang giá trị trí tuệ cao. 7. Họ thích tự chăm sóc bản thân. Dành thời gian trong cô đơn thay vì tiệc tùng giúp họ có thời gian để tìm kiếm tâm hồn và phát triển bản thân. Kết quả là họ có sức khỏe tâm lý và tình cảm tốt hơn so với những người không bao giờ hướng nội. Theo Eckhart Tolle, tác giả của bộ sách Sức mạnh của tĩnh lặng thì dành càng nhiều thời gian để khám phá thế giới nội tâm, điều khiển tinh thần và cảm xúc của mình càng giúp bạn đạt được những giá trị hơn trên con đường học hỏi và hoàn thiện bản thân. Đó cũng là thông điệp lớn nhất mà ông muốn gửi gắm trong những cuốn sách của mình. Nói ít đi, quan sát nhiều hơn trải nghiệm nhiều hơn từng phút giây hiện tại là chìa khóa cho trí huệ và cuộc sống viên mãn suy nghĩ là tốt khi bạn không nhầm lẫn chúng với bạn là ai và khi đó suy nghĩ không phải là vấn đề suy nghĩ là một công cụ tuyệt vời để tạo ra mọi thứ trên thế giới này nó chỉ trở thành vấn đề và là nguồn gốc của đau khổ khi bạn nhầm lẫn giữa suy nghĩ với con người của bạn năm người khô nói ít kẻ dại lắm lời hiếm ai vượt qua được sóng gió cuộc đời không phải những khó khăn gặp phải trong cuộc sống là không thể vượt qua mà chỉ đơn giản là họ không biết căn nguyên hình thành nên những khó khăn đó nên cứ mãi lao đao không tìm ra được giải pháp vì vậy nếu muốn thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống điều quan trọng nhất bạn nên làm là tìm ra nguồn gốc của vấn đề trước đối với người bình thường cuộc sống của họ vốn không quá tráng lệ hay to lớn nên phần lớn nguồn gốc của khó khăn đôi khi chỉ là từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt không liên quan những điều nhỏ nhặt này hầu như đều đến từ miệng của bạn và cách bạn nói chuyện miệng của bạn chính là vận mệnh của bạn lời bạn nói ra như thế nào thì cuộc sống của bạn cũng sẽ như thế đấy khi bạn liên tu bất tận nói về ý kiến của bản thân thì cuộc sống của bạn có thể đã dần rơi vào nguy cơ mất kiểm soát chỉ đến khi nào bạn học được cách giao tiếp đúng thế giới mới có thể phản hồi lại cho bạn một kết quả tốt đẹp một học cách im lặng Đối với đa số người trên thế giới này, phương pháp giao tiếp nên học nhất không phải là khoa trương ngôn từ hay giọng điệu, mà bài học đầu tiên đối với họ chính là học cách im lặng. Một người ăn nói huyên thuyên hiếm khi được coi là một phú thương tài năng. Trong hầu hết các trường hợp, một người như vậy thường khiến người khác chán ghét hơn. Đừng nói quá nhiều, hãy để cho lưỡi của bạn nghỉ ngơi một chút và sử dụng đôi tai của bạn để học cách lắng nghe. Có người rất thích Huyên Thuyên Giống như chỉ cần họ ngưng nói thì sẽ chết vậy. Người thông minh là người biết ẩn mình, giống như khoảng trống trong các bức tranh. Nếu như vẽ quá dày đặc thì bức tranh này không những không được đánh giá cao mà còn có thể bị ném vào sọt rác. Hãy học cách im lặng và ít nói. Có vậy thì lời nói của bạn mới có trọng lượng đối với người khác và được họ xem trọng. Nếu bạn muốn học cách ít nói hơn, điều quan trọng nhất là phải nuôi dưỡng thói quen suy nghĩ Lý do mà bạn luôn nói huyên thuyên không thể kiềm chế không phải là do bạn miệng lưỡi lanh lợi, mà là do bạn không có khả năng chắt lọc những suy nghĩ trong đầu. Bạn chỉ biết bày tỏ chứ không biết những gì bạn đang bày tỏ liệu có thể giải thích đúng những gì bạn nghĩ hay không. Trước hết, bạn phải tạo cho mình thói quen suy nghĩ, phân biệt điều gì bạn muốn nói là hữu ích và điều gì là vô nghĩa. Sau khi làm được điều này, bạn chắc chắn sẽ kiểm soát được cái miệng của mình. 2 lời hay ấm lòng người, chúng ta luôn hy vọng được người khác công nhận. Những lời nói cay nghiệt sẽ chỉ khiến người khác bác bỏ bạn mà thôi. Chỉ khi nói những điều tốt đẹp, bạn mới có thể tạo cho người khác một cảm giác tử tế và khi đó bạn mới có thể trở thành một người tử tế trong mắt người khác. Sự hiểu biết của chúng ta về cuộc sống và tư duy lý trí đều được thể hiện qua lời nói của mình. Bạn tài giỏi đến đâu phụ thuộc vào cách bạn nói như thế nào đa số những người mà ta gặp trong đời đều chỉ là bèo nước tương phùng nhưng cũng có không ít người từ nhóm bèo nước tương phùng này có thể sẽ trở thành bạn bè của chúng ta có một số người chỉ cần tán gấu với người khác vài câu thì đã có thể nhận được sự công nhận từ đối phương nhưng cũng có một số người chỉ nói một câu thôi cũng khiến người khác phải nhăn mặt nhíu mày không muốn tiếp cận nửa bước những lời nói tốt đẹp thể hiện nhân phẩm và tính cách của bạn thế nên hãy học cách sử dụng miệng của mình học cách kiểm soát lời nói. Có vậy bạn mới có thể giao tiếp thuận lợi với người khác, không ngừng mở rộng vòng tròn bạn bè của mình. 3. Không nói lời ác ý. Khi bạn luôn trịch thượng chỉ trích người khác, cũng chính là lúc bạn tự vạch áo cho người xem lưng. Một khi giữ thói quen này lâu dài, bạn sẽ thấy rằng những người xung quanh dần dần đều sẽ rời bỏ bạn. Ai cũng có khuyết điểm. Đó là điều đương nhiên nhưng những người thông minh sẽ không bao giờ chỉ trích người khác trừ phi đó là một lời góp ý chân thành nhằm giúp người đó phát triển bởi vì họ biết một chân lý rằng những người bình thường luôn thích được khen ngợi và vô cùng kiêng kỵ việc bị chỉ trích trên thế giới này có rất nhiều người bình thường vì vậy chúng ta phải hiểu được điểm yếu của bản chất con người như vậy mới có thể tránh được các bãi mìn trong giao tiếp giữa các cá nhân với nhau soi mói người khác là một hành vi ngu ngốc không ai có thể chịu đựng được sự soi mói quá kỹ càng từ người khác. Và bạn cũng thế thôi. Vì vậy, khi bạn có thể tránh được các bãi mìn mà hầu hết mọi người đang dẫm phải mỗi ngày, cuộc sống của bạn tự nhiên sẽ có một diện mạo mới. 6. Người càng trưởng thành càng không nên sinh ba hận, không kết bạn ba người. Năm tháng qua đi, con người cũng trưởng thành theo nó. Mỗi chúng ta đều khát vọng có được người bạn tâm giao với mình. Sống ở thế gian này, chúng ta có thể nhẫn được khổ, chịu được đói, nhưng nếu như không có được một người bạn, không có được người tri kỷ thì có lẽ thế giới này cũng thật quá cô đơn và buồn tẻ. Cuộc đời khi đó cũng chỉ còn lại sự u sầu lạnh lẽo. Cuộc sống thì phải cần có bạn, nhưng ngược lại không phải kiểu bạn nào cũng có thể kết giao. Người bước qua tuổi 40 có sự thâm tình trọng nghĩa, đồng thời cũng có sự đau buồn si hận yêu và hận đó. Nó kết thành tình buồn của tuổi trung niên. Có cái hận là do cảm ngộ sau khi kết bạn với một số người. Có cái hận là bởi hồi ức khi yêu sai người. Có cái hận là thương cảm khi phải xa người thân tình. Có cái hận là sự thanh tỉnh khi nhận ra lỗi lầm. Vậy nên mới nói rằng, đến tuổi trung niên, có ba điều hận không nên sinh, ba kiểu bạn không nên kết. Ba hận không nên sinh. Một, không sinh tương hận chúng ta từ nhỏ đến lớn thường hay có một loại hận mà lâu ngày trở thành thói quen tự thân không biết ví như cảm thấy một ai đó không thuận mắt bèn sinh ra một loại quy chụp cho rằng người mà có quan hệ với người đó thì cũng chẳng tốt đẹp gì đây chính là tương hận mà chúng ta thường nói đến có lẽ người trung niên đã trải qua phong ba bão táp của cuộc đời vậy nên có thể nhận thức được đạo lý gặp việc luận việc gặp người luận người từ đó mà có thể mở rộng lòng mình, hãy bỏ đi những thói quen sân hận, bởi chúng không hề có quan hệ gì với chúng ta. 2. Không sinh thế hận. Đôi lúc trong công việc, rõ rõ ràng ràng là cơ hội của chúng ta nhưng lại bị đồng nghiệp lấy đi. Vì những việc này, có rất nhiều người sinh ra hận cả một đời, thù cả một kiếp. Kết quả sự nghiệp cũng bình lặng mà qua đi trong cả một đời. Đối với cái hận này, chúng ta đừng để nó sinh ra Hãy tìm căn nguyên ở chính bản thân mình. Người trung niên nếu có thể tạo được mối quan hệ tốt với những người từng lấy đi cơ hội của mình, trở thành bạn tốt, đồng nghiệp tốt, thậm chí là trở thành người tâm đồng đạo hợp thì mới thực sự là người minh trí, sáng suốt. Còn nếu như chúng ta cứ ôm hận giữ thù thì có lẽ cả đời vẫn chẳng thể có cơ hội vươn lên. Ai đối xử ác với mình, mình hãy thử ngược lại, đối xử tốt với họ, mở lòng ra với họ học cách yêu thương và độ lượng với tất cả mọi người khi đó chúng ta sẽ phát hiện rằng cuộc đời hạnh phúc hơn những gì chúng ta nghĩ ba không sinh tử hận có nhiều đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt tính cách quái âm làm ra những việc trái với luân thường đạo lý như mắng cha mắng mẹ cho nên có nhiều người trung niên hận con cái mình tới tận xương tủy thậm chí từ mặt không qua lại cùng với sự phổ cập của mạng lưới internet những thói hư tật xấu cùng từ đó được tăng theo ngày càng nhiều trẻ em ngỗ nghịch phạm tội tạo thành một mối hận thế hệ những vấn đề này dù chúng ta có thừa nhận hay không thì lỗi phần nhiều là ở cha mẹ hoặc vì bận rộn công việc không có thời gian dạy bảo con cái hoặc là do sự bất hòa thiếu sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con kế khiến cho trái tim tình cảm của con kế bị đóng băng vậy nên mối hận thế hệ này không thể được giải quyết bằng cách nói miệng là xong chúng ta cần phải để tâm đi bù đắp khoảng trống đó lại cải biến con cái lắng nghe suy nghĩ tư tâm nguyện vọng của các con có như vậy thì giữa hai thế hệ mới có sự thấu hiểu lẫn nhau đây mới là việc chúng ta nên làm khi con cái lớn rồi tự chúng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ ba kiểu bạn không kết giao một bạn phiền phức chính là những người thường xuyên la cà quán xá đánh bài giải trí lâu ngày sinh ra tình nghĩa trở thành bạn hữu thân tình của nhau nhưng cũng từ đó mà rất nhiều phiền phức sinh ra là có liên quan đến những người này đôi lúc họ liên kết để ăn tiền của bạn đến lúc phát hiện ra thì cũng là lúc tiền của bạn đã ra đi không ít rồi thậm chí có trường hợp mất của mất nhà vì mấy người bạn thân tình ấy kết quả là bạn bị cuốn vào cái vòng phiền phức không có hồi kết danh tiếng không còn gia đình khốn đốn, vợ con khổ sở, tâm thái hối hận, tiêu trầm không dứt. Vậy nên tốt nhất là hãy tránh xa những người này. 2. Bạn oán giận là người hay nói lại nhải, oán trách người khác. Đối với những người này, đây đã là một thói quen của họ. Kết giao với những người này, hôm nay chê bai người này, ngày mai chê bai người khác. Cuối cùng không biết tự lúc nào bạn cũng trở thành người hay lại nhải, gây điều thị phi đến lúc đó muốn bỏ cũng khó. Mọi người đều đã biết, những người ưa nói lại nhảy thì kết cục sẽ như thế nào. Mọi người từ bạn bè người thân, lãnh đạo, đồng nghiệp, ai nấy đều xa lánh, để rồi tương lai sự nghiệp đều bị ảnh hưởng. Vậy nên, đến tuổi trung niên rồi, hãy đặc biệt lưu ý đến kiểu người bạn này. 3. Bạn vì danh lợi, đến tuổi trung niên rồi hãy đặc biệt nhớ rõ, tuyệt đối không kết giao với những người làm việc xấu để chiếm lợi về mình với những người mà làm chuyện lợi mình hại người thì dù bất cứ nơi đâu điều đầu tiên họ cân nhắc chính là lợi ích của bản thân mình đôi khi vì để đạt được mục đích họ sẵn sàng làm ra những chuyện không hay khi gặp những người này hãy mau chóng dừng lại đừng tiến xa thêm nữa nếu như bắt buộc phải giao tiếp qua lại thì cần phải giữ khoảng cách nhất định đến tuổi trung niên người ta vừa có độ chín của tuổi đời, lại vừa có sự dày dặn về kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, trong vòng xoáy của cuộc sống bộn bề này, có đôi lúc những mối kiều hận, những danh lợi tình thù cũng khiến người ta trao đảo và lạc hướng. Vậy nên, hãy đủ sáng suốt để nhìn thấu, đủ tĩnh lặng để buông bỏ những oán giận và phiền phức không đáng có. Làm được như vậy, cuộc sống này, chính là chúng ta đã có được một phần thành tựu rồi. 7. Bi ai lớn nhất của đời người là đố kỵ. Đừng vì đó mà làm khổ chính mình. Nhà văn Anders Huxley từng nói một câu rất hay rằng, hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác. Vì sao lại như thế? Đó là bởi trong sâu thẳm mỗi người đều có lòng đố kỵ. Lòng đố kỵ thể hiện qua mọi mặt của đời sống. Dễ nhận thấy nhất là khi có ai đó giàu sang và thành đạt hơn mình thông thường con người sẽ không để lộ sự ganh ghét của bản thân mà chôn sâu giấu kín ở trong lòng khi thấy đồng nghiệp hay bạn bè thật xuất sắc chúng ta vui mừng cho họ hay trong lòng khó chịu không yên một anh bạn thân kể với tôi rằng chỉ vì anh ấy viết chữ đẹp hơn người mà cũng bị người khác đố kỵ khi nhìn thấy ai đó có điểm tốt hoặc đạt được thành tựu gì đó liệu trong lòng ta có cảm thấy khó chịu hay không cũng có người chia sẻ với tôi rằng mẹ chồng chị đối xử rất tốt với con gái nhưng đối với chị lại lãnh đạm vô tình từ lời nói của chị tôi cảm nhận được sự khó chịu mất cân bằng trong tâm suy xét sâu hơn đó chẳng phải là tâm đố kỵ đang khởi tác dụng sao mẹ chồng thương yêu con gái và lạnh nhạt với con dâu vốn là lẽ thường tình trong xã hội bởi con dâu là con người khác sinh ra con gái mới là cốt nhục của mình nên đối xử khác biệt cũng có gì là lạ đạo lý ngược lại cũng như thế chẳng phải con dâu vẫn thường kính yêu mẹ đẻ hơn mẹ chồng đó sao vị tư là bản tính vốn có của con người khiến mối quan hệ giữa người với người ngày càng trở nên căng thẳng cộng thêm lòng đố kỵ thì bản tính vị tư ấy sẽ làm cho mối quan hệ ngày càng thêm xấu đi từ xưa đến nay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn là ngỏi châm cho mọi lời ong tiếng ve trong gia đình mẹ chồng thì oán trách con dâu bất hiếu con dâu lại oán hận mẹ chồng không công bằng để thay đổi cục diện bế tắc này chỉ có thể bắt đầu từ bản thân mỗi người từ thái độ nhìn nhận của chính chúng ta hãy coi mẹ chồng như thân mẫu để hiếu thuận và hãy coi con dâu cũng như con gái để yêu thương đối đãi bạn sẽ thấy sức mạnh chuyển biến kỳ diệu đến từ việc thay đổi bản thân hơn là thay đổi ngoại cảnh đạo lý là như vậy nhưng thực hiện lại chẳng dễ dàng chút nào đây là vấn đề khó giải quyết nhất nhưng bí quyết lại rất đơn giản đó là bất kể việc gì đều nghĩ tới điểm tốt của đối phương nếu không mối quan hệ sẽ càng ngày càng khó có thể khắc phục có một câu chuyện như thế này trước đây có một nàng dâu không biết vì duyên cớ gì mà cô luôn bị mẹ chồng chê trách luôn khiến bà khó chịu mỗi khi cô xuất hiện một ngày nọ cô đến gặp vị thầy thôi miên nhờ ông xem giúp rốt cuộc giữa mình và mẹ chồng có ân oán gì vị thầy thôi miên đã giúp cô con dâu nhớ lại tiền kiếp cô từng là một thiên kim tiểu thư sống vào thời loạn lạc còn mẹ chồng cô khi đó là một người phụ nữ tị nạn một ngày nọ bà lỡ đường đói rét tới trước cửa nhà cô để cầu xin giúp đỡ nhưng nàng tiểu thư kia lại lạnh lùng quay lưng đến ngày hôm sau thì thấy người phụ nữ tị nạn đã qua đời ngay trước cửa nhà mình bạn có tin câu chuyện này không còn tôi tôi tin vào nhân quả tin rằng mọi việc đều có nguyên do. Trước đây tôi là một người yêu bản thân hơn bất cứ ai khác, bởi vậy tôi thường phải nếm mùi thất bại trong cuộc sống. Sau nhiều lần vấp ngã, tôi nhận ra phải thay đổi bản thân mình. Nếu không, những va vấp chắc trở sẽ còn tiếp diễn, quan hệ người với người sẽ thêm căng thẳng. Có việc gì tốt người ta sẽ không nói, có việc gì xấu người ta cũng không nhắc nhở mình. Dù muốn hay không, chúng ta phải thừa nhận rằng ta đã từng ganh tị với ai đó trước đây. Cạnh tranh và đố kỵ là một bản năng sinh tồn. Con người hay so sánh với người khác là vì họ muốn vượt trội hơn để có cảm giác mình đang tồn tại. Dẫu biết rằng ghen tị là một loại cảm xúc tự nhiên, nhưng nếu không kiềm chế sẽ gây ra rất nhiều hậu quả tệ hại. Lòng đố kỵ làm ảnh hưởng khả năng suy nghĩ và hành động của chúng ta. Thay vì tập trung hướng đến thành công, nó lại khiến ta lầm bước đâm vào ngõ cụt khi cứ mải miết ghen ghét người khác ganh đua với người khác chúng ta còn tâm trí đâu để phát triển khả năng một người hay ghen ghét sẽ không nhìn được sự tiến bộ của bản thân vì họ chỉ chăm chăm đạt được những gì giống như người khác khi không biết mình đang ở đâu họ sẽ dễ dàng đánh mất động lực để tiến lên người chỉ quan tâm đến thành quả của người khác thường sẽ bỏ qua câu chuyện đằng sau những thành tựu đó người đố kỵ với người khác không thấy được điểm mạnh của mình và càng mù mờ trước điểm yếu của đối phương nếu dành cả đời ghen tị với người khác vì họ làm việc hiệu quả hơn, thăng tiến nhanh hơn hay giải quyết vấn đề tốt hơn thì ta sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Một người chỉ phí thời gian lo cho thành công của người khác sẽ không nhận ra được tiềm năng của chính mình. Ngay cả khi thành công, người đó cũng lại nhìn vào người khác thay vì dành thời gian để chúc mừng bản thân. Vòng luẩn quẩn lại tiếp tục và người này sẽ không bao giờ thỏa mãn những hạt giống thành công sẽ cho ra kết quả tốt đẹp hơn nhiều hạt giống đố kỵ sự thật là luôn có ai đó thông minh hơn giỏi giang hơn hay mạnh hơn bạn sự ghen ghét buộc con người ta phải không ngừng chạy theo ham muốn do đó sự thèm muốn bên trong sẽ không bao giờ được thỏa mãn giải phóng bản thân khỏi đố kỵ giúp chúng ta thoát khỏi những ham muốn phi thực tế và phi hiệu quả bạn có thể nhìn được tiến bộ của bản thân cũng như các lĩnh vực mình cần hoàn thiện đồng thời đánh giá đúng mức thành tựu của mình thay vì cứ phải đi so sánh với người. Việc thoát khỏi thói ghen ghét không chỉ giúp bạn tập trung vào chỉ những điều quan trọng, mà còn giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Chân thành chúc mừng cho thành công của người khác sẽ mở ra nhiều cơ hội và hợp tác hơn là các phản ứng tiêu cực hay các quan hệ cạnh tranh. 8. Người không thể kiềm chế bản thân sẽ không thể có tự do. Chúng ta thường xem nhẹ những vấn đề nhỏ, cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng nhưng không ngờ rằng giọt nước này thêm vào giọt nước khác cũng sẽ tích lại thành sông hồ nếu chuyện nhỏ mà không giữ vững thì cuối cùng không thể nào giữ nắm giữ được chuyện lớn cũng giống như cây đại thụ bị mối thôn tính cây đổ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi có cậu học sinh mỗi lần nhìn thấy bạn học hút thuốc thì tránh rất xa vì cậu ấy biết rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe hơn nữa nếu bị nhà trường phát hiện còn bị phạt một lần nọ cậu đi du lịch cùng với các bạn học mấy cậu bạn lại hút thuốc trong đó có một người bạn mời cậu cùng hút cậu đã từ chối cậu bạn đó liền nói chỉ hít một hơi là được mà hít một hơi nào có chết ai đâu cậu học sinh không kìm nén nổi lời động viên liên tiếp của bạn mình bèn hít một hơi kết quả là bị sặc nước mắt nước mũi giàn ruộng sau đó cậu nghĩ Thuốc khó hút như vậy mà sao vẫn có nhiều người hút thuốc thế nhỉ? Mấy hôm sau, người bạn học đó lại bảo cậu ấy hút thuốc. Cậu nói, thuốc lá hay bị sặc lắm. Tớ không dám hút. Người bạn bèn nói, hút lần thứ hai thì sẽ không bị sặc nữa đâu. Cậu bán tín bán nghi lại hít một hơi. Kết quả là tuy vẫn bị sặc nhưng đã khá hơn nhiều. Cứ như vậy một thời gian sau cậu đã bắt đầu nghiện hút thuốc, thói quen đã thành tự nhiên tới khi phát giác ra thói quen xấu thì sớm đã bám chặt dễ. Plato đã cảnh báo một thanh niên lang thang rằng, sau khi một thói quen hình thành sẽ không cách nào thay đổi được. Người thanh niên ấy đáp lại rằng, gặp thời cơ thì cứ chớp lấy thôi. Có hề gì đâu. Plato lập tức nghiêm mặt nói rằng khi đã thử qua một việc gì đó sẽ dần dần trở thành thói quen. Như vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Đúng vậy. Cũng giống như nói tục. Nổi giận. Viện cớ, ăn quả vặt gù lưng rụt cổ hút thuốc uống rượu đánh bạc hút hít ban đầu đều chỉ là không cố ý nhưng tới khi chúng ta phát giác được mình đã mắc thói quen xấu này thì sớm đã bám dễ chặt rồi đây chính là sự đáng sợ của thói quen chúng ta tự cho rằng mình tôn thờ tự do nhưng khi chúng ta đã hình thành thói quen sau đó mắc nghiện tới khi đó ngược lại đã không thể nói tới tự do gì nữa bởi vì chúng ta đã trở thành nô lệ của thói quen xấu người không thể kiềm chế bản thân sẽ không thể nói gì tới tự do. Tôi đã từng nghe kể về một câu chuyện của vua dầu mỏ Paul Getty. Vào đại chiến thế giới thứ hai ông sống ở Pháp. Một hôm hai giờ đêm ông thức giấc, cơn nghiền thuốc hoành hành dữ dội. Sau khi bật đèn lên, rất tự nhiên ông thỏ tay với bao thuốc ông để trên bàn trước khi đi ngủ. Kết quả là chẳng có gì. Ông tìm trong túi áo cũng không thấy. Ông thở dài xuống giường mặc áo ra ngoài phố mút đi. Bên ngoài trời đang mưa to, tại một chợ đêm cách đó hơn một dặm mới bán thuốc. Đi được 20 phút được phân nửa quãng đường, bùn đất đã bắn đầy lên chân ông. Ông dừng bước, bỗng dùng mình như có một luồng điện chạy ngang qua người ông. Ông ngẩng đầu nhìn trời mưa như chút nước, hướng về phía sấm sét đùng đùng mà hét lớn lên rằng, "Ta đang làm gì đây?" Đây là lần đầu tiên Getty ý thức được sức mạnh mãnh liệt của thói quen ông Hạ quyết tâm từ nay sẽ không bao giờ hút thuốc nữa. Pythagoras triết học gia thời Hy Lạp cổ. Sớm đã nói rằng, người không thể kiềm chế bản thân thì không thể nói gì tới tự do. Ăn một miếng không thành người béo, nhưng người béo lại là do ăn hết miếng này tới miếng khác mà thành. Quay đi nhà viết kịch người anh nói, ban đầu là chúng ta nuôi dưỡng thói quen, sau đó là thói quen nuôi dưỡng chúng ta. Thói quen tốt không dễ dưỡng thành nhưng một khi đã hình thành thì cả đời sẽ được thọ ích. Thói quen xấu rất dễ dưỡng thành nhưng một khi hình thành thì cả đời sẽ bị nó khống chế. Đừng trở thành nô lệ của chính mình chỉ vì lỡ xa chân vào thói quen xấu. Hãy tránh nó từ bây giờ. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn.